Một trận chung kết diễn ra tuyệt vời. Liên tục là giật đuổi nhau và san bằng tỷ số, liên tục có điểm san bằng, rất tuyệt vời. Thank you.
phạm nhau rồi này rồi. Được đâu mà ăn rồi. Ăn rồi. Mười đều à? Nó chênh nhau một quả. Mười đều không? À, mười đều rồi. Chênh một quả. Chén 11-10. Chén phát vào. Số 16 chén phát vào. Quả tới
chấn ở bên trái còn bóng bên phải các bạn. Thua là thua thế nào, thịt chó đặt rồi. Thank you.
quên cả Thiên Minh rồi. Hay quá. Ông Đức đã đặt 7 mâm thịt chó rồi. Cố lên nha, cố lên. Xong cái kia là sao? 42. 42 rồi. 42. Gỡ nào được. Chẳng có quả nữa. Đằng này chứ còn có là quả đâu, xem biết. Thank you.
chém. Con cháu về đây bỏng rồi. Thoải mái hơn có quả đấy. Anh cứ thời gian về cho chị chó chứ.